Hãy cùng tôi đến với vùng biển Bình Định của Việt Nam, cái nôi của nền võ thuật cổ truyền Tây Sơn. Chúng ta sẽ đến thăm những ngôi làng và tìm hiểu cách các nghệ nhân biến hóa đậu xanh thành bún, thành bánh ít lá gai và thành loại rượu bầu đá nức tiếng, cũng như tự tay làm ra những chiếc bánh tráng dừa giòn tan. Đừng bỏ lỡ chuyến đi này nhé, bởi tôi sẽ cho các bạn thấy công đoạn chế biến đặc sắc của những món ngon Việt Nam. Come here, Ducky. Most important thing, tasty hidden chef. Come get some. Yo. Delicious adventure. Bình Định thường được mệnh danh là đất võ và là quê hương của triều đại Tây Sơn. Đây là đàn tế trời trên đỉnh núi Ấn Sơn. Cả khu vực này được xem là một địa điểm thiêng liêng và là nơi thần tiên hội tụ. Nhà vua từng đến đây để lập đàn tế vì nơi này tượng trưng cho thiên và địa. Có lẽ vua Quang Trung đã từng đặt chân đến đây. Chúng ta cùng đến thăm ngài nào. Đây là tượng vua Quang Trung, một trong những vị vua lỗi lạc đã trị vì và cai quản nước Việt cùng với những người anh em của mình. Cả bảo tàng này là nơi lưu giữ những di vật của anh em nhà Tây Sơn trong thời gian nắm quyền. Việc anh em Tây Sơn lên nắm quyền lực ở thế kỷ 18 được biết đến với tên gọi Cuộc Khởi Nghĩa Tây Sơn. Nhờ có môn võ thuật độc đáo và một đội quân nông dân tinh nhuệ hỗ trợ, họ đã lên ngôi trị vì đất nước. Mặc dù triều đại này không tồn tại được lâu, nhưng họ đã để lại một dấu son lịch sử cho quê hương Bình Định. Bảo tàng này được xây dựng để du khách không chỉ có dịp chiêm ngưỡng những ghi chép hay di vật lịch sử, mà còn được xem những màn biểu diễn nghệ thuật và những món võ cổ truyền Tây Sơn. Vì nơi đây vẫn là cái nôi của rất nhiều cao thủ thuộc môn phái võ thuật trường tồn này. Cây me cổ thụ khổng lồ phía trước bảo tàng này đã có tuổi thọ hơn 300 năm, mang hương vị chua ngọt của mình cho nhiều lớp người Việt Nam thưởng thức. Thử nghĩ mà xem, cây me này có khi còn nhiều tuổi hơn cả những vị vua nữa đấy. Đã đến thăm vùng đất võ thuật này, tôi cũng phải tranh thủ tầm suy học đạo mới được. Bình Định là cái nôi của võ thuật Tây Sơn. Tôi đến để học cũng như đốt cháy calorie mà tôi đã tích tụ trong suốt chuyến hành trình này. Hôm nay tôi có dịp được võ sư Lê Xuân Cảnh chỉ giáo. Ông bắt đầu học võ thuật ở tuổi 15. Khi đó ông học với mong muốn áp dụng môn võ tự vệ này để chữa bệnh cho dân làng. Bây giờ ở tuổi thất thập, ông đã dành cả đời mình để bảo tồn và phát huy môn võ thuật truyền thống này. Ông tận tình chỉ dẫn từng bước cho nhiều lớp trẻ. Còn tôi thì nhanh chóng nhận ra rằng học võ chẳng dễ tí nào. Cứ 2 năm một lần thì Liên hoan quốc tế võ thuật cổ truyền Việt Nam lại được tổ chức ở Bình Định. Đây là dịp để các võ sĩ giao lưu và trao đổi văn hóa võ thuật của nhiều quốc gia trên thế giới.
Tôi rất cảm kích khi họ cho tôi có dịp thử sức môn võ này. Tuy tôi đã học nhiều thứ, nhưng tất cả chỉ mới là bước khởi đầu mà thôi. Thật tuyệt khi thấy trẻ em ở đây vẫn còn rất hứng thú với môn võ cổ truyền này. Chắc tôi phải mất nhiều năm mới có thể lĩnh hội được môn võ này. Tôi nghĩ là tốt hơn hết, tôi nên tập trung vào chuyên môn của mình là ẩm thực. Phải quay lại chuyện bếp núc thôi. Tôi sẽ đi tìm hiểu cách làm ra những sợi bún óng ánh đang được phơi dưới ánh nắng bên sông này. Gia đình ông Hồ Văn Ràng có lịch sử lâu đời trong nghề làm bún. Đó là di sản của gia đình. Ông cố ông là người đầu tiên dựa vào nghề làm bún để nuôi sống gia đình. Đây là đậu xanh, một nguyên liệu đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Để làm bún thì chúng ta cần phải chế biến đậu xanh thành tinh bột. Họ xay đậu xanh cho thật mịn, trộn với nước rồi để ở đây. Trong lúc được ngâm thì tinh bột sẽ lắng xuống đáy và nước sẽ nổi ở phía trên. Vấn đề là tinh bột vẫn còn có màu xanh và hơi tối. Họ sẽ tiếp tục lại quá trình này và sau đó thì tinh bột sẽ lắng xuống một lần nữa. Cuối cùng là họ sẽ có những khối tinh bột trắng tinh như thế này đây. Dĩ nhiên là như vậy vẫn chưa xong. Họ sẽ tán những khối tinh bột này thành bột như vậy nè. Tinh bột từ đậu xanh sẽ được đem đi phơi khô ngoài nắng. Rồi họ đem vào trong, trộn với nước và đem đi đun sôi để bột kết tinh thành dạng keo. Có thể thêm một ít tinh bột nữa để làm cho khối bột dày hơn. Anh ấy nhồi bột bằng tay trước khi biến khối bột này thành sợi bún. Lấy khối bột ra nhồi bỏ vào đây, đập đập vài lần cho bột đi xuống. Độ cao khi kéo bột cũng rất quan trọng. Nếu không đúng độ cao thì sợi bún sẽ bị dày. Nếu quá cao thì sợi bún lại mỏng. Sau đó khuấy bún trong nước để khi sợi bún gặp nước sẽ giãn dài ra. Rồi luộc sôi bún trong vài phút trước khi đem trứng qua đây. Bây giờ thì những sợi bún đã được vắt khô. Họ nhúng vào đây để cho nguội. Sợi bún sẽ có vị đặc biệt, dai ngon. Nếu không để chúng nguội nhanh thì chúng ta sẽ phải ăn mì công nghiệp. Để xem tôi làm bún với họ nhé. Sợi bún của tôi trông có vẻ qua loa, nhưng thật ra tôi đã cố gắng lắm rồi đó. Sản phẩm của tôi có lẽ không đẹp như của bác ấy, nhưng các bạn cứ xem đó là một tác phẩm hội họa ngẫu hứng đi. Bây giờ thì đem bún ra ngoài và phơi cho khô nào. Một gia đình trong một ngày có thể làm ra được 70kg bún. Và chúng được phơi khô trên hàng trăm chiếc giá tre như thế này. Thật là nhiều bún, nhiều hương vị như thế làm tôi chỉ muốn sắn tay vào bếp ngay thôi. Xung quanh tôi là bún làm từ đậu xanh nổi tiếng của làng Sông Thằng, tỉnh Bình Định. Trời đang rất nóng, trên đầu tôi là ánh nắng chói chang, những sợi bún nóng hổi, những đồi cát nóng rát và một đầu bếp đang nóng lòng để được nấu ăn. Tôi sẽ làm món bún xào thịt gà và rau thơm. Bước đầu tiên chúng ta sẽ xào thịt gà. Chúng ta sẽ làm nóng chảo trước. Sau đó bỏ vào thịt gà đã ướp với nước mắm, tỏi, hành tím và tiêu đen. Ồ, máy bay ngay trên đầu chúng ta kìa. Tôi nghĩ hành khách trên đó cũng có thể ngửi thấy mùi thơm đó.
Chúng ta sẽ xào cho đến khi thịt gà đổi màu. Sau khi thịt gà chín và chuyển sang màu nâu, chúng ta sẽ tạm thời để nó ra đĩa nè. Khoan hãy rửa chảo nhé. Chúng ta đổ thêm dầu vào. Và sau đây, tôi sẽ làm phần nước sốt để món bún thêm đậm đà. Cho vào một ít tỏi, một ít hành tím. Sang đến phần rau nào. Đây là ớt chuông đỏ đã được sắc sợi. Tiếp theo là đậu ngự. Đây là đậu ngự, chúng to như thế này đây. Chúng ta lột vỏ và chần sơ đậu. Được rồi, cho đậu vào đây. Thêm một ít nước để làm loãng sốt. Nước sốt tôi đang làm sẽ khá loãng vì tôi đã cho nước vào đó. Tôi sẽ nêm nếm nước sốt với một chút muối, tiêu, hành lá và cuối cùng cho thêm lá rau cần vào. Sao có thể quên loại bún nổi tiếng của vùng có ở khắp nơi xung quanh đây chứ? Thường thì người ta dùng bún đã phơi khô, nhưng với món ăn này, tôi sẽ dùng bún tươi. Cho bún vào, đảo thật nhanh. Xong rồi, chúng ta đã có món bún xong thằng xào thịt gà thơm nước mũi. Vậy là xong một buổi nấu ăn dưới trời nắng nóng. Đã đến lúc tìm thứ gì đó để giải khát. May mắn thay, vua Quang Trung không chỉ thích ăn ngon mà còn thích thưởng thức rượu tốt. Loại rượu tôi đang nhắc đến đó là rượu làm từ đậu xanh, được chế biến tại một nơi gần đây. Tôi sẽ đến đó nếm thử xem sao. Trên tay tôi là những bình rượu bầu đá nổi tiếng của tỉnh Bình Định. Người dân đã dùng những chiếc bình đặc biệt này để dâng rượu lên vua. Bây giờ tôi đang cảm thấy mình giống như một vị vua vì hôm nay tôi có cơ hội đặc biệt để chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình làm ra loại rượu này. Sau lưng tôi là một loại thùng chưng cất tự làm của chị Dung. Vậy loại rượu này được làm như thế nào? Giờ con đậu xanh cho nguội, rồi giả men rước lên rồi ta điều men rồi là uống vô trong xô 3 ngày mới đổ nước, rồi 6 ngày là nấu. Đây là nguyên liệu để làm rượu, đậu xanh cùng một loại nguyên liệu để làm món bún mà lúc nãy chúng ta vừa thấy. Đậu xanh sau khi ngâm nước được nấu cùng với gạo, sau đó người ta đem hỗn hợp trải ra đây. Sau 3 ngày để nguội hỗn hợp sẽ bắt đầu thấm vị. Người ta thêm nước vào và để chúng lên men trong 3 ngày tiếp theo. Cuối cùng, hỗn hợp trên được đưa vào chưng cất và được đun để cô đọng lại cho đến khi chúng ta có được rượu thành phẩm. Để tôi uống hết đã. Ôi, cái này không còn là rượu nữa rồi. 50 độ chứ chẳng chơi đâu nha. Đây là bánh ít lá gai. Trước đây tôi đã từng được nếm thử và Bình Định chính là quê hương của loại bánh này. Tôi thật may mắn khi được đến nơi sản sinh ra chúng. Hãy cùng tìm hiểu xem bánh được làm như thế nào nhé. 1, 2, 3. Thật ra dụng cụ để làm loại bánh này là cái chày và cối lớn như thế này đây. Đầu tiên chúng ta chế biến lá gai. Lá gai sẽ được chần qua và trông giống như thế này nè. Sau đó chúng ta sẽ giã nhuyễn lá gai bằng chày. Bây giờ quá trình làm bánh mới thực sự bắt đầu. Sau khi lá được giã mịn, chúng ta cho đường vào. Tiếp theo là bột gạo. Quá trình này được làm thủ công hoàn toàn. Tôi mới chỉ giả có một chút thôi mà đã mệt lắm rồi. Bạn có thể tưởng tượng được hàng ngày người ta phải mất bao nhiêu lâu để giả hàng chục ký bột như thế và cho ra lò những chiếc bánh gai thơm ngon chỉ bằng phương pháp thủ công không? Tôi nghĩ như thế đã vất vả lắm rồi. Bây giờ chúng ta còn phải hấp bột trong vòng 40 phút và sau đó là một công đoạn thủ công khác nữa.
Chị ấy làm thế này để giảm độ ẩm trong bột vì chúng sẽ không được nấu lần nữa, nên việc hơ lửa sẽ làm thoát bớt hơi nước và bánh có thể để lâu hơn. Anh làm được không? Tôi à? Được rồi, tôi sẽ thử. Hết giả rồi hấp bột, giờ chúng ta phải kéo và hơ khô bột trên lửa như thế này. Sau này mỗi khi ăn bánh gai, tôi sẽ nghĩ đến công sức của những người làm bánh. Tôi biết chúng ta sẽ hấp bánh trong lò, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng ngay trong lò bánh như thế này. Thật phi thường khi người ta có thể làm việc ở đây cả ngày. Sau khi nghỉ ngơi 30 phút, chúng ta sẽ tiến hành làm bánh với nhân đậu xanh. Sau những công đoạn vất vả, tôi đã gia nhập cùng mọi người để theo dõi những bước cuối cùng để làm ra những chiếc bánh ít lá gai nhân đậu. Bước đầu tiên là làm nhân bánh. Đây là hỗn hợp đậu xanh nấu chín, cơm dừa xé sợi trộn với đường được vo tròn thành viên. Tiếp theo là bột bọc ở ngoài. Đây là bột bánh đã được hấp ở trong bếp lúc nãy. Chúng được cắt thành từng mảnh nhỏ. Và ở kia, họ đang nhồi nhân vào trong bột bánh. Sau đó bánh được chuyển qua đây, được gói lại bằng bao ni lông và cuối cùng được bao bên ngoài bằng lá chuối. Cảm giác thật là khó tả. Vị ngọt của nhân đậu xanh, vị giòn tan của cơm dừa và độ dẻo của bột. Những người thợ làm bánh lành nghề đã phải trải qua khá nhiều công đoạn lắt léo để có thể làm ra những chiếc bánh thơm ngon này. Come in, come in. Xin chào bác Đại, rất vui được gặp bác. Bác ấy đã 68 tuổi nhưng vẫn có thể nhanh nhẹn trèo cây hái dừa. Đây là công việc chỉ dành cho dân chuyên nghiệp, vì thế tôi sẽ ngồi ở dưới gốc cây đợi nhặt dừa thôi. Sau khi thưởng thức nước dừa tươi mát, chúng ta sẽ đi đến địa điểm tiếp theo để học làm bánh tráng dừa. Nhìn đống vỏ dừa này mà xem. Ở trong đó là nơi người ta nạo cơm dừa. Cùng vào trong xem nào. Ôi chà, anh ấy đang nạo dừa rất nhanh, không mất đến 10 giây và hoàn toàn bằng thủ công. Dĩ nhiên là ngày nay không thiếu máy móc hiện đại có thể giúp bạn làm công việc này. Nhưng anh chàng này có thể làm như thế cả ngàn lần một ngày đấy. Đây là chị Noi. Chị sẽ chia sẻ với tôi công thức làm món bánh tráng dừa ngon tuyệt, vì Bình Định còn được mệnh danh là xứ sở của dừa mà. Dạ, bánh tráng dừa đây là làm từ bột mì, bột sánh mì đấy. Và dừa mế ra, rồi trộn lại, rồi mình đem ra đây mình tráng. Trong quá trình nó như vậy. Thành phần chính của bánh tráng dừa chính là hỗn hợp tinh bột sắn tự làm. Sau đó chúng ta sẽ nêm nếm thêm với tỏi, tiêu, một chút muối, hành tím, mè đen và mè trắng, cho tất cả vào đây để bánh tráng có hương vị đậm đà. Nhìn vào đây chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ họ chỉ dùng củi để nhóm lửa thôi, nhưng thật ra người ta còn tận dụng cả vỏ dừa để làm nhiên liệu nữa. Không nên bỏ phí bất kỳ thứ gì. Cho bột lên đây, từ từ thôi. Tán đều các mép bánh và đừng chừa chỗ trống nào nhé. Á chà, thật chẳng dễ chút nào. Rõ ràng là bắt tay vào làm mới biết chẳng đơn giản như chúng ta tưởng đâu. Các bạn thấy bánh phồng lên chứ? Hơi nước đã bốc lên và có vẻ như bánh đã chín hẳn. Giờ chúng ta sẽ di chuyển bánh sang kia. Để làm thế thì tôi phải đi qua phía bên này. Nhúng ướt hai thanh gỗ. Nhấc nó lên. Một, hai, bốn. Rồi, được rồi, từ từ hạ xuống. Để ý phần mép bánh. Xem nào, được rồi.
Sau đó những tấm bánh tráng sẽ được mang ra phơi nắng trên những chiếc vỉ tre. Nước dừa quả thật rất tươi mát. Còn bánh tráng dừa ngon tuyệt. Nhưng dừa không chỉ được dùng để làm nguyên liệu nấu nướng. Ở Tam Quan, dừa là một nguồn tài nguyên quý giá và người ta tận dụng mọi thứ từ nó. Như phần vỏ này, họ được dùng để bện dây thừng hay đan thành thảm chùi chân. Một sợi sơ dừa rất mỏng manh và dễ gãy như thế. Tuy nhiên, nếu bạn bện chúng lại với nhau, bạn sẽ có được một sợi dây thừng cực kỳ chắc chắn. Bạn lấy nhiều sợi dây thừng kết hợp lại với nhau, bạn sẽ có một tấm thảm cực kỳ bền. Những tấm thảm này sẽ được phơi dưới ánh nắng mặt trời trong vòng một ngày. Tôi nghĩ tấm này đã phơi xong rồi. Tôi sẽ đem nó về. Quá là một chuyến hành trình thú vị phải không các bạn? Những thành phố ven biển như Bình Định luôn có một không khí rất dễ chịu. Tôi đã cùng tập luyện võ thuật với các em nhỏ. Thật là một trải nghiệm có một không hai mà lại còn tốt cho sức khỏe. Sau đó tôi được chứng kiến sự đa dạng trong ẩm thực mà người Việt Nam có thể tạo ra với chỉ những hạt đậu xanh. Tất cả đều có ở đây, tỉnh Bình Định, trong chương trình Khám phá Việt Nam cùng Robert Denhai. Bình Định, vùng đất mặn mà hương vị biển, những nghề mưu sinh gian truân nhưng thú vị, nguồn hải sản bất tận và vô giá, những chiếc nón ngựa đã đi vào lịch sử, di tích tháp cổ Champa uy nghi cổ kính, tất cả sẽ có trong tập tiếp theo Bình Định về miền đất võ của chương trình Khám phá Việt Nam cùng Robert Denhai, được phát sóng vào lúc 21:10 ngày 14 tháng 11 năm 2014 trên HTV7.